Ok, hello chúng người, chào mừng mọi người quay trở lại với channel của mình là NH. Hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft Skyward. Thì do máy mình mới cài lại từ đầu, boot nó lại từ đầu cho nên là đa số dữ liệu mất hết. Trừ một vài cái mà nó sao được, kiểu như nó luôn luôn được đó. Mình cài cái máy này, mấy cái file đó rất là quan trọng, không thể bỏ được cái Minecraft mini. Thì tính ra may chứ nó gọi là sao ta, nó gần chết rồi, xong rồi cái kiểu ném được cái ngọc Ender đi cái sống. Và đưa mình cài lộn mở lên 10. VIP, oh shit, nó có kit VIP. Có phát này không? Đi. Ok. Còn một đứa nữa đâu? Ở đâu? Ở còn hai đứa nữa. Oh shit, cái gì? Lén, ủa sao mình không nghe tiếng chạy ta? Mình để quá vô linh nghe rồi đó. Tiếng thường rất là to nhưng mà tiếng nước kêu thì lại không nghe gì cả. Ok. Rồi. Oh wow. À, cái đảo 27 cái chết. Ôi vật lờ thật. Cái đảo này bị lạnh rất là mệt luôn. Không như cái đảo kia một cái chết, một cái là có đồ ăn thẳng ở giữa. Ok. Đặt cái này vào. Để ở đây. Ok, kiếm kim cương. Nói chung là cái map này lượng đồ rất là mệt. Thì nó cứ kiểu 20 mấy cái chest. Các bạn ngồi các bạn thử mò 20 mấy cái chest. Kinh dị. Ok. Cái giày nữa. Rồi, quân sẽ sắt. Khỏi một cái kiếm sĩ luôn. Giờ mình cần một cái cung mà chúng ta có thể vô đạo giữa được rồi. Điều trong vài cái chest còn lại thì không biết có cái nào có cung không được. Ok. Ở đây. Wow, không có gì hết. Ok, qua đây nè. Bắt buộc. Không biết cái này chút nào đâu. Ok, rồi. Ở đây có một cái rừng bên này. Đây có cung rồi.
đứa đứng bình đẳng giữa rồi, đứng nhanh hết. Cái chắc mình phải trụ ở đây thôi chứ mình đi vào trong đó là mình chết. Nope. 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 Ủa sao bắn nó không rơi ta? Ngồi đi. Nãy hình như mình thấy chớp đỏ rồi mà. Thằng đó nó đang đứng đóng ngay ở giữa. Khó cho mình. Ok đi. Oh shit. What? Ở xong rồi, cái gì ngọc Ender bay chậm quá. Nó có ngọc Ender. Ok. Mình sẽ bắt đầu màn này nào. 3, 2, 1, quay. Oh, wow, đồ. Như shit. Fuck, đồ xịn hơn không được hả? Đây rồi. Mình thiếu cái quần này. Nghèo hoặc là holy fuck, 3.5 tiền. Không còn là 4. Đứa nào vậy? Để kiếm kim cương. Oh shit 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 shit. Oh, mình bị bắn chết luôn. Cái đứa nó tỉa 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 kiểu đó, đồ đâu mà chịu cho được trời. Những trận này mình chơi gà quá. Nay bắt đầu là nó gọi là như một ngày mà không cày xuống thế liền. Ok, nó sẽ tiếp tục công việc chờ đợi. 2 hours later. Two thousand years later. 3, 2, 1. Bắt là chỗ tiết rơi vậy. Lắc bỏ bà ra. Một tiết rơi nè. Time for luck. Ở đây có một cái rương nè. Đó. Không phải đứng vô đây. Mà chúng ta lụm cái rương thì nó mới an toàn. Đứng mà không nhìn là chết. Nó cứ kiểu hố 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 gì đó. Dễ chết người lắm. À, con này với con này trước đi. Có một đứa kìa. Mình không thấy thằng đứng bên đảo bên kia. Cho nên là mình cũng không biết là nó sẽ làm gì mình cả. Đâu rồi? Oh fuck, cái đường khó ảo á. Chết. Oh fuck, cái này sao mà bắn chúng nó được. À, đứng dậy vô đây. Mình đã vừa tên luôn rồi. Yeah. Hay lắm. Vậy thôi. Bây giờ làm gì vậy hay? Trời, sao mày ném chơi đâu hoài vậy? Không có gì để ném đâu. À, con ném thì không có chết đâu, khỏi lo. Ok. No fucking god. No, nó có 2 món à. Con ném hồi cũng không có giáp chứ. À, chạy. Ok, bây giờ đi xem nào. À, mình cần phải dùng tính chất bắt cầu. Nó phải bắt vào nhà thằng kia, sau đó thì nhầm, nó đi tiếp được. Oh, fuck,
fuck, đứa nào đang bắn gì? Oh mà. Tao gì man? Tao phải gấp gấp cái gì vậy? Có đồng chọi luôn hả? Hết mũi tên bả rồi. Nhà tao kia thì lại không có gương. Đầy thế. Ôi shit, nó chồng cái cầu quá. Nó dùng cái gậy đánh lục lùi. Bắt sao dọn chơi bất cẩn quá. Ok, sẽ kết thúc tập này ở đây. Chào mọi người trong phần sau của Minecraft Skyward. Bye bye.